con ở đây là đâu á? Hôm nay thứ bảy nè, má cho con đi đâu? Nè, con biết ở đây là gì không? Bưu điện. Bưu điện. Bưu điện thành phố. Bưu điện thành phố. Hôm nay con đi đâu? Dạ, bưu điện thành phố. Bưu điện thành phố hả? Nhưng mà hôm nay má cho con đi đường sách nha. Dạ. Má cho con đi đường sách bởi vì mình có hẹn đó nha. Dạ. Cho nên con má cho con đi để con biết đó. Hôm trước ở Hùng Tâm đi tới diễn mà má ở đường sách rồi đúng không? Giờ con đi lại nè. Bưu điện thành phố nè. Ở đây là bưu điện thành phố, còn bên đây là nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà đang xây nè, à đang sửa nè. Bông. Bông hả con? À bông. À ông Tâm mà lá bông đó cho con coi nè, nhà thờ Đức Bà nè. Để cho em kìa, có con gà. Nhà thờ Đức Bà đẹp quá hả Tâm? Trời ơi. Ông diễn nè, ông diễn nè. Hùng Tâm đứng đây diễn không đi. Bỏ vô đi. Bỏ vô Hùng Tâm, bỏ vô luôn. Bỏ vô luôn. Tuổi lên 4 là tuổi của Hùng Tâm nè. Đường sách nè, tuổi lên 4 nè. Đường sách này sách quá trời. Đây là con đường sách. Ủa Hồ Chí Minh. Nè, con này con gì chị ơi bán? Con gì vậy? Con lớn lắm. Chiếc máy bay luôn à? Không phải, cái này không phải là chiếc máy bay. Cái đó là tàu vũ trụ á. Vệ tinh. Tàu vũ trụ mà. Bố già. Không, con gì? Mẹ. Mẹ gì? Mẹ đi lén. Ăn muối đúng không? Con gấu. Con. Con. Con gấu. Gấu gì giỏi? Ê, cái này cái gì con chuột tôi. Hạt đỏ. Con chim. Con gì? Con cược. Rồi. Rồi. Vẹt. Vẹt. Nè con này con gì? Sóc. Con. Không biết con gì luôn mà bạn. Tha đi tiếp. Má nè, thôi má giận á. Ơi, đưa cái tay số 2 sao.
số 2, xếp xuống. Cười. Cười. Không. No, no, no. Con làm xấu. Cười. Đến số 2 đi, số 2. Nhanh lên. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh. Đó. Sách này hồi xưa mà má hay đọc lắm nè. Hùng Tâm nhìn má nè. Nè quá trời Tết luôn nè Hùng Tâm. Hoa gì màu vàng vậy Tâm? Hoa gì màu vàng vậy con? Hoa mai. Hoa mai hả? Hôm qua cô dạy cho con làm hoa mai đúng không con? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đường sách có vui không? Trời mai quá trời luôn nè. Nhìn mà má đi. Tâm nhìn mà má đi. Tâm xích vô. Tâm đưa hai tay lên trời. Quá trời luôn. Rồi cảm ơn Hùng Tâm. Ồ mấy ông Phúc Lộc Thọ nè. Con chào các ông. Các ông thật là vui vẻ. Tìm con gì? Má thích cái này nhất nè. Má thích ở đây nhất nè. Đó, đẹp không? Chào bạn Hùng Tâm. Chào bạn mama. Chào bạn mama. Hùng Tâm đang ăn cái gì đó? Anh nghĩ đang ăn hồi lại. Đang ăn đậu này hả? Dạ không. Dạ. Con có thích ăn trứng cá hồi không? Có. Con nói thì sao ta? Dạ có. Dạ có, đúng rồi. Ê, con phải bỏ vào trong đây đi. Lỡ khi nó rớt thì nó rớt trong dĩa của con ở kia. Con có biết ăn cái này không? Con lấy cái thìa xúc một xíu đi. Xíu thôi. Ngon không con? Wow. Ngon ha. Ok, chúc con ngon miệng nha. Đi xong rồi hả? Tâm ngủ luôn. Tâm đòi đi nhà banh mà cuối cùng đi sao nằm trên vai của bà bá luôn. Rồi thôi giờ đi nhà banh về luôn. Tội nghiệp. Bây giờ sáng dậy chưa về luôn. Dạ. Tâm ơi, Tâm có đi nhà banh không? Có xin bắt thôi. Đi nhà banh không con? Thương quá. Trời ơi, nhà banh đẹp quá. Quá đi nhà banh luôn mà Hùng Tâm cũng đi nhà banh luôn. Ngủ đi con. Mà mắt hả Hùng Tâm? Mắt luôn, nhắm mắt lại ngủ đi con. Nhắm mắt lại ngủ.
đi Hùng Tâm. Đi đâu? Đó mà bán nghe.